Tập đoàn Central Retail vừa khởi công dự án trung tâm thương mại Go Hưng Yên rộng gần 16.000 m2 tại thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Đây là trung tâm thương mại thứ 43 của Central Retail đầu tư xây dựng tại Việt Nam, dự kiến hoàn thành và đi vào hoạt động năm 2025. Dự án có tổng diện tích gần 16.000 m2 với 2 tầng thương mại, được xây dựng theo mô hình đa tiện ích, trong đó đại siêu thị Go chuyên về thực phẩm và hàng tiêu dùng nhanh, hàng nhu yếu phẩm rộng hơn 3.000 m2, kinh doanh hơn 40.000 sản phẩm hàng hóa với tiêu chí giá rẻ, kết hợp khu vui chơi trẻ em Kubo, khu vực nhà hàng ẩm thực, khu vui chơi giải trí. Đại diện tập đoàn Central Retail cho biết, xây dựng trung tâm thương mại Go Hưng Yên sẽ tạo thêm nhiều việc làm cho người dân của địa phương này, đặc biệt các mặt hàng nông sản, đặc sản OCOP, hàng hóa của doanh nghiệp hợp tác xã trong tỉnh sẽ có cơ hội được đưa vào phân phối ở đại siêu thị và mở rộng phân phối qua hệ thống Go trên toàn quốc.